làm đạo sự bộ mặt nội bộ mặt ngoài như hành à. Thì tôi đúng là tôi xin phép đại diện làm thì phát biểu về cái đồng tàu để nói đông làm. Thì thưa ông giáo sứ, đại tôn người, đại tôn ngoại, thưa quý nhân ngoài nước, hôm nay ngày để chúc tết của bà sơn hồ tất cả làm cũng như nội ngoại để có ông giáo sứ thắp nén hương đầu được đưa lên bà hồ được về với Chúa. Sau đây trên món tàu được ra mừng thì như là tình yêu của giáo sứ cũng như tình yêu